Xin kính chào Hội Thánh. Tôi tuyên đọc lời Chúa trong phần Tân ước sách Côlôse đoạn 3, từ câu 5 tới câu 17. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước, anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ, anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tĩu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Gờ-rét hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà khuyên dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trong phần tiếng Anh, xin mời em Kim. À, xin mời Brandon. Good morning, church. Today I'll be reading from the letters to the Colossians, chapter 3, verses 5 to 17. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of these, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways, in the life you once lived, but now you must rid yourselves of all such things as these. Anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Here there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, slave or free, but Christ is all and is in all. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves in compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you, and over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, spiritual songs with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. May the church please be seated.
Good morning. Xin chào ông Vương bà chị em. Can you hear me? Yeah. As I was preparing the service this morning at home. Buổi sáng mà tôi có phục vụ Chúa ở nhà cầu nguyện. Especially this morning. Nhưng là buổi sáng hôm nay, đặc biệt buổi sáng hôm nay. I was excited. Tôi rất vui mừng. Because for many months I haven't been able to see each other, right? Tại vì vài tháng rồi chúng ta chưa từng gặp mặt nhau tại hội thánh này. And I look forward to seeing you all. Và tôi mong chờ tới một ngày nào sẽ gặp quý ông bà anh chị em tại đây. And here we are. Và như vậy, bữa nay chúng ta được gặp lại nhau. Chúng ta được thờ phượng Chúa với nhau. Let not take worship as for granted. Chúng ta đừng nghĩ rằng thờ phượng là chuyện dễ dàng đâu nghe. Let's treasure each moment of worship. Hãy quý trọng từng phút từng giây, những giờ phút mà chúng ta được thờ phượng Chúa với nhau. So Lord, we thank you for this morning. Cảm ơn Chúa chúng ta được từ sáng đến nay. We thank you for giving us the opportunity to meet together. Cảm ơn Chúa cho cơ hội chúng ta được gặp mặt lại nhau. And we ask your blessing be upon each one of us. Và chúng con xin Chúa hãy ban phước cho mỗi người chúng ta buổi sáng hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa. I want to start this morning sermon with a story. Bắt đầu bài giảng với nhau buổi sáng hôm nay với một câu chuyện. There was a woman who was on the operating table having a serious operation. Có một câu chuyện kể rằng người phụ nữ kia đang ngồi trên bàn mổ nhưng mà ca mổ rất là nguy hiểm. She had a vision of God. Nhưng mà cô ta có khải tượng của Chúa. And she said, God, is my time up? Am I going to die on this table? Cô ta cầu nguyện rằng Chúa ơi, có phải giờ của con trên thế gian đã hết không? Chúng con phải chết không trên bàn mổ không Chúa? God said, no, relax. Chúa nói rằng chưa đâu con bình tĩnh nè. You've got another 43 years, 8 months and 7 days to live. Con còn có 43 năm nữa, nhiều lắm. 8 tháng 7 ngày. 8 tháng 7 ngày. And she was very gratified this good news. Cô ta rất là vui mừng về cái tin tức tốt lành này. And she thought for herself, if I've got another 43 years to live. Và cô ta nghĩ rằng nếu mà tôi có 43 năm nữa để sống đó, I might as well make the most of it. Tôi sẽ làm hết cả mọi thứ tôi có được. So she stayed in the hospital. Sau cái cơ mổ đó thì cô ở lại trong bệnh viện. And she had a few things done. Đấy là một số việc khác. She had a tummy tuck. Cô ta làm cho cái bụng nhỏ lại nè. She had some large. Làm cho mỡ tiêu đi đó. She had a chin lift. Làm nâng cằm lên. She had her teeth whitened. Nâng môi làm cho răng trắng ra. She had her color of hair changed. Làm cho mái tóc mình đẹp ra. Đẹp. And she had other enhancements as well. Và có những thứ thẩm mỹ khác nữa hơn nữa. She looked absolutely fantastic. Cô ta thì tuyệt vời lắm. And she totally changed, totally transformed. Hoàn toàn là khác luôn, thành một người mới. Finally, the day came for her to leave the hospital. Rồi cứ ngày cuối cùng thì cô ta phải rời bệnh viện. As she left the hospital and crossed the street, khi mà cô ta rời khỏi bệnh viện, đi qua con đường kia, she got ran over by a bus. Rồi cô ta bị xe bus đụng, chết đi. And you can imagine how unhappy she was when she went to heaven and stood before God. Ông bà, chị em có thể tưởng tượng là cô ta không có vui mấy khi mà lên thiên đàng để gặp Chúa. She said to God, God, you said I had another 43 years. 8 months and 7 days to live. Rồi cô ta càm ràm với Chúa là Chúa ơi, Chúa cho con sống thêm 43 năm nữa mà sao bây giờ con mới chết. Why didn't you pull me from the path of the bus? Tại sao Chúa không kéo con ra khỏi xe bus để con được bình an? You know what God said to her? Ông bà chị em biết Chúa nói với cô ta sao không? I didn't recognize you. Ta không nhận ra con được nữa. Con hoàn toàn khác rồi. So be careful not to do too much, huh? Ông bà cho em gọi như cẩn thận nghe, đừng làm gì quá nghe, thẩm mỹ quá. Perhaps the question of the day. Có lẽ là câu hỏi của ngày hôm nay. In fact, the question of the century. Có lẽ là câu hỏi của một thế kỷ này. Is does God recognize us as one of His people? Chúa Đức Chúa Trời có nhận diện ra chúng ta là con cái của Ngài không? Is the beauty of Jesus being seen in me and in you? Cái vẻ đẹp của Chúa Giêsu có hiện hữu trong đời sống của chính tôi và quý ông bà anh chị em không? You know, last month we had so-called Halloween.
Hồi tháng trước thì chúng ta có người ta có lễ là Halloween, nó lễ dạ hội những người mặc đồ kinh dị đó. Oh, I think Halloween is sort of probably getting bigger in Australia as the years come by, you know. Tôi nghĩ là Halloween, cái lễ hội Halloween càng ngày càng được long trọng hơn ở Úc này. Để nhiều tới. You know, I read somewhere that in this year in America they spend about $10 billion. Tôi đọc bài báo đâu đó thì nói là năm nay đó nước Mỹ sẽ dự chi khoảng là 10 tỷ cho vấn đề Halloween. Không, không 10 tỷ, 100 tỷ. 100 tỷ. 10 billion. 10 billion. Mười tỷ. 100 million là 1 tỷ. 100 million là 100 triệu. 100 triệu. Dạ. Oh, xin lỗi. I have to learn my Vietnamese again. It's a big deal. Nhiều quá lớn đi. How much that will go for lollies and for cars, for decorations and parties? Bao nhiêu tiền đó thì sẽ vô bánh, kẹo, thiệp mời và tiệc tùng trang trí. But the biggest share will go for costumes. Mà cái tiền lớn nhất á là sẽ dành cho vấn đề hóa trang quần áo. Of course, you know, as you know, the costumes, the purpose of costume is especially is to hide the identity of the wearer. Ông bà biết rằng mục đích của cái mặt mà cái mặt nạ đó để che giấu cái nhận diện của mình. A costume allows us for a few hours to away from our normal self. Cái sự hóa trang nó làm cho một người khác trong một vài giờ nào đó. And become someone or something else. Để trở thành một người nào đó hoặc là vật nào đó. Now I wouldn't expect it that Halloween would be an important day on your calendar. Tôi không nghĩ rằng cái ngày lễ hội Halloween là sẽ là ngày quan trọng trong cái của quý vị. In fact, I know for many Christians have a lot of problems with Halloween. Thật ra thì tôi biết một số Cơ đốc nhân không có ưa mấy vì cái ngày Halloween này. But I think it does provide for us a moment of reflection to consider what behaviors, what characteristics, what qualities may be creeping into our life. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái ngày Halloween này đó sẽ để cho ta một chút khoảnh khắc để xem xét là những hành vi nào, những cái trong cuộc sống của mình. That obscuring, abstracting, that are masking the presence of God within us. Những gì đó đã che mất sự hiện hữu, sự hiện cái vẻ đẹp của Chúa Giêsu trên đời sống của chúng ta. What could be getting in the way of the beauty of Jesus being seen in me? Cái gì đó đã ngăn cản cái vẻ đẹp, cái mỹ đức của Chúa trên đời sống của tôi, ông bà chị em. Colossians chapter 3 that we just read provides a long laundry list of negative characteristics. Colossae đoạn 3 cho thấy một danh sách dài là những điều không tốt mà chúng ta muốn tránh. That we want to avoid. Sorry. Chúng ta muốn tránh. Some of them are quite obvious. Nhiều thứ thì rõ ràng thôi. Verse 8 mentions anger, rage, malice, slander and filthy language. Rõ ràng là câu số 8 có nói đến thạnh nộ, buồn giận, hung ác, nói hành tục tiểu. That's a real witch's brew of negative characteristics we can see and we can hear from far away. Đó là những thứ xấu, những cái tiêu cực mà chúng ta có thể thấy nghe ở cách xa. But today I want to point out just a few other behaviors and a bit more subtle. Nhưng mà hôm nay tôi muốn liệt kê số hành vi nào đó nó sẽ len lỏi vào đời sống chúng ta. That can creep into the Christian life and obscure, abstract and masterful potential that we have to be followers of the Lord Jesus Christ. Những hành vi tinh tế này nó sẽ len lỏi vào đời sống chúng ta để che đi cái nét đẹp, vẻ đẹp của Chúa Giêsu trên đời sống chúng ta. Four of them. Tôi nói đến 4 điểm buổi sáng hôm nay. The mask of self-centeredness. Đó là mặt nạ của sự cho mình là trung tâm. Sometimes that can creep into the life, the Christian life. Mặt nạ này có thể vào đời sống của Cơ đốc nhân. Now the self-centered Christian is someone who puts self-interest above all else. Những người mà Cơ đốc nhân mà đặt mình là trọng tâm á, thì đặt lợi ích của mình trên hết mọi thứ. It's a kind of Christ-crazed attention. Những người này thì người ta để ý mình. They want to be the straw that's a drink. Họ như là những cái ống hút gì đó làm cho nước đọng trong ly đi.
they are the king of the, or the queen of the selfie. Những người đó là những người vua, những hoàng hậu ưa chụp hình selfie. The selfish life of a self-centered Christian can soon mask the selfless life that God desires for his people. Đời sống ích kỷ của người cơ đốc nhân như vậy thế tự cho mình là thì sẽ mất đi cái vẻ đẹp của Giê-xu trên đời sống của họ. We don't want to be a me-centered Christian. Chúng ta không muốn là cơ đốc nhân mình là. We want to be a he Christian, a centered Christian. Chúng ta muốn những người khác làm trọng tâm. We want to be focused on God and on the lives of others. Chúng ta muốn tập trung về những người khác và Chúa mà thôi. The Apostle Paul said that each of you should look not only to his own interests, but also to the interests of others. Apostle Paul dạy rằng mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. It was Jesus himself who said about his own ministry. Chúa Giêsu cũng nói về chính chức vụ của Ngài. I have not come to be served but to serve and to give my life as a ransom for others. Chúa phán rằng vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. It was that great civil rights leaders, Martin Luther King, who once said that life's most urgent and persistent question is, what are you doing for others? Nhà lãnh đạo nhân quyền Martin Luther đã từng đặt câu hỏi mà đánh thức nhân loại bằng câu nói rằng bạn đã làm gì cho nhiều người khác chưa? Friends, let's be sure that we are others-centered Christians. Quý bà chị em ơi, chúng ta phải chắc rằng chúng ta là những cơ đốc nhân lấy người khác làm trung tâm. Partly, proudly part of the others-centered congregation and faith community. Mình phải tự hào là mình một phần trong cái hội thánh đặt người khác làm trung tâm. This will bring seasons, reasons for shared celebration. Điều này mang lại lý do để chúng ta vui mừng hớn hở khi mà trong phục vụ. The Salvation Army has a reward, an award for people. Cứu thế quân Salvation Army thì có một cái phần thưởng đặc biệt. It's called the Others Award. No, phần thưởng được gọi là phần thưởng đặc biệt Other. The Other Awards is rooted in the history of the Salvation Army. Cái phần thưởng đặc biệt này là bắt nguồn từ Salvation Army. Dating back to the early 1900s when General Booth, William Booth, khoảng vào năm 1900 thì ông tướng William Booth, the founder of the Salvation Army, là người sáng lập ra Salvation Army, cứu thế quân, wanted to send a word of encouragement and direction to his officers around the world. Ông ta muốn gửi một nhắn tin và để lời khích lệ động viên những cái quân sĩ của ông khắp thế giới. Wanting to be thrifty yet make his message clear, the general sent this one word telegram. Ông gửi một điện tín rất là nhanh, rõ nhưng mà rõ ràng, chỉ một chữ thôi. Thrifty sometimes means less money. Thì rẻ nữa. Nhiều lúc nó rẻ nữa đó. Yeah. And this one word telegram is others. Cái một chữ này có nghĩa là other. Những thứ khác. Following that history, the Salvation Army honors an individual or organization exemplifying an extraordinary spirit of service to others. Phần thưởng này là một truyền thống của Salvation Army muốn ban tặng những người khác. Not only through support of the Salvation Army but the broader community as well. Không phải chỉ ban tặng cho những người giúp đỡ Salvation Army không thôi mà những người giúp đỡ với cộng đồng khác nữa. The Others Award is an important way to give special recognition to those that give important service and assistance to others. Giải thưởng khác là một cách tuyên dương những ai cống hiến và hỗ trợ cho cứu thế quân và những người khác. We are part of a Christian community of individuals in part of another others-centered witness. Chúng ta là một phần của cộng đồng cơ đốc lấy cái người khác làm trọng tâm cho việc chứng đạo. Friends, let never be a me-centered, self-centered. Chúng ta đừng để chúng ta là trọng tâm. Let be he-centered and others-centered. Lấy những người khác, lấy những người khác làm trọng tâm cho sự phục vụ của chúng ta. One thing can creep into our lives to mask our spirituality is self-centeredness, the first one. Yeah. Như ông bà đã biết rồi, có một thứ len lỏi vào đời sống chúng ta làm che đi cái nét đẹp của Chúa là chính là sự cho mình làm trung tâm.
This is second one. Đây là cái mặt nạ thứ hai nè. It's a mask of self-defensiveness. Cái mặt nạ của sự bào chữa. A self-defensive person, a self-defensive Christian is someone who makes excuses to justify his bad behavior. Những người đeo mặt nạ này là những người ưa bào chữa, viện đủ mọi lý do để biện hộ cho mình. He's the kind of person who won't take correction. Những người này không nhận cái lời giáo huấn của người khác. She's the kind of individual who won't take instruction. Không chịu sửa chữa, không nhận vào lời giáo huấn. She's slow to take responsibility for her mistakes. Hoặc là chậm lắm nhận lấy cái trách nhiệm sai lầm của mình. In fact, when confronted with their bad behavior, hoặc là khi mà gặp người ta nói về những điểm xấu của mình, whether they are small or large, the self-defensive Christian blames others. Cho dù chuyện đó là chuyện nhỏ hay là chuyện lớn hay gì đó, thì cái người cơ đốc nhân mang mặt nạ của sự tự vệ này đó ưa đổ thừa người khác. Our first parents were a little bit like that. Tổ phụ của chú đầu tiên của chúng ta cũng giống như vậy. You recall from Genesis chapter 3. Ông bà chị em nhớ là sáng Thế Ký đoạn 3 không? That Adam and Eve were given the run of the Garden of Eden. Adam và Eva đã được Chúa giao cho cai quản cả vườn Eden. God basically gave them a blank check to do whatever they wanted in the garden. Chúa cho hai ông bà làm tất cả mọi thứ, ăn tất cả mọi thứ trong vườn. But they had just one restriction. Nhưng mà với một điều kiện thôi, không được. You may not eat fruit from the tree of knowledge of good and evil. Là không được ăn trái cây của cây biết điều thiện và điều ác mà thôi. Everything else was available to them. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng cho ông bà. Of course you know what happens. Ông bà chưa biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. They ate the fruit. Họ đã ăn trái cấm. God was aware of that. Chúa biết điều đó. God confronted them for their disobedience. Chúa đối diện với sự bất tuân của họ. What did they do? Rồi ông Adam và bà Eva làm gì? Did they take responsibility? Ông bà anh em có nhận trách nhiệm về lỗi của mình không? Did they own up to their mistake? Họ có nhận đó là lỗi lầm của mình không? Did they acknowledge the sin? Họ có nhận đó là tội lỗi của mình không? No. Không. They became defensive. Họ đã từ chối, họ đã chống lại. In fact, they blame God. Có lẽ là họ đổ thừa cho Chúa nữa. They blame Satan. Họ đổ thừa cho Satan. They blame each other. Họ đổ thừa cho với nhau. Of course, this tendency to blame others has been inherently passed down through the generation to this modern age. Cái xu hướng đổ thừa đó từ đời xưa đời này qua đời khác và di truyền đến ngày hôm nay. It wasn't just an issue with Adam and Eve. Cái chuyện đó không phải là chỉ xảy ra cho ông Adam và Eva mà thôi. It continues to be an issue with us. Cái chuyện, cái vấn đề đổ thừa đó vẫn hiện hữu với chúng ta. Whether we were 4 or 6 or 40 or 50 or 60, our expressions of defensiveness, denial, deflection just seem to continue. Cho dù chúng ta nhỏ tuổi hay lớn tuổi, 40-50 tuổi, thì sự đổ thừa đó vẫn đến với chúng ta. Our responses may be more sophisticated than a small child. Có thể là câu trả lời của chúng ta đổ thừa của chúng ta có lẽ là tinh túy hơn là những em bé. But nonetheless illogical. Nhưng mà những cái câu trả lời đó không có hợp lý chút nào. The characteristics of a sinful nature masking the spirit of God within us. Thì bản chất tội lỗi của làm che giấu đi khi sự vẻ đẹp của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Now King David set a much better example than Adam and Eve as how to respond when called to give an account of for bad behavior. Nhưng mà vua David thì là một thí dụ tốt hơn về sự ăn năn của ông so với ông Adam và Eva. After the prophet Nathan came to David. Sau khi tiên tri Nathan đã đến vua David and confronted him with his dereliction of duty. Và nói về ông bị tội lỗi của ông. His adultery with Bathsheba. Ông tội ngoại tình với bà Bathsheba. Conspiracy to kill husband Uriah. Và giữ âm mưu giết Uri là chồng của Bathsheba. David fessed up. Vua David đã xưng nhận tội. He acknowledged his sin. Ông biết là mình có tội rồi. He came clean. Và ông được tha thứ. He wrote a beautiful prayer in Psalm 51. Và sau đó ông viết lời cầu nguyện thấm thía trong Thi Thiên 51. And addressing the Lord. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Và viết như vậy: Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi.
Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch. Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Friends, when confronted appropriately with our failings, kính thưa ông bà anh chị em, khi mà đối diện những sự sai trật của chúng ta, let's be teachable. Và chúng ta hãy giáo xin được giáo huấn. Let's be humble. Nhận lấy sự giáo huấn, nhận lấy sự khiêm nhường. Let's be open to correction. Hãy mở lòng ra để nhận sự sửa chữa. So that God can fully reveal His beauty within us. Để Đức Chúa Trời có thể bày tỏ mỹ tánh của Ngài trong chúng ta. Now, number three. Mask of self-abasement. Mặt nạ thứ ba chúng ta sẽ đàn bàn tới, đó là mặt nạ của sự tự ti. The self-conscious Christian or the self-abased Christian is someone who is overtly concerned with performance. Mặt nạ tự tin là những người luôn quan tâm đến cái sự hiệu quả. They are gripped by a fear of failure, obsessed by what she might be perceived by others. Họ bị kìm hãm bởi sự sợ thất bại hoặc là sợ người khác sẽ nói gì về mình. The worst possible thing in life for the self-conscious Christian, the self-abased Christian, is to be embarrassed. Cái tệ hại nhất là họ sợ xấu hổ, không dám ngẩng mặt lên. To not measure up. Còn hơn gì chuyện nữa. To be humiliated in some way. Cảm thấy là mình bị chê trách. It can be a very dangerous attitude because what it often does, it leads to belittlement of self. Cái điều này rất là nguy hiểm thì nó có thể dẫn tới là sự coi thường bản thân chính mình. And as a result, the minimizing of God in His power, in His provision, and His presence. Và điều này cứ làm giảm thiểu ảnh hưởng quyền năng của Chúa Giêsu trên đời sống người đó. Now Moses was somebody who seemed to struggle with a textbook case of self-consciousness. Ông Môi-se là một người tự hạ thấp bản thân. You remember that God called Moses out of a burning bush? Ông bà chị em nhớ là câu chuyện mà Chúa gọi ông Môi-se từ cái bụi gai đang cháy không? He called him through fire. Chúa gọi ông xuyên qua lửa. To go to Egypt to stand before Pharaoh and demand the release of the slaves in that country, the Hebrew slaves. Chúa dạy ông phải đi đến Pharaoh và yêu cầu trả tự do cho con dân Ngài là những người Hebrew đang bị bắt làm nô lệ. That was a big task. Cái là một việc quá lớn đi. If I was asked to do that, I'll be frightened too. Nếu mà tôi được Chúa sai làm chuyện đó, chắc tôi cũng run sợ lắm. But look, how often does God speak to you through fire? Nhưng mà khi nào, bao nhiêu lần thì Chúa gọi Chúa nói chuyện với mình qua xuyên qua lửa? You think you would be empowered by that, wouldn't it? Mình nghĩ là mình sẽ được Chúa cho năng quyền phải không nè? But no, what did Moses do? Không, nhưng mà ông Moses sẽ nói sao? He began to make series of excuses that show a high degree of self-consciousness. Ông Moses bắt đầu hàng loạt những lý do để từ chối về sự tự ti của ông. He suggested to God that others might be much more qualified to do the job. Ông nói những người khác có thể làm công việc tốt hơn là ông. He was worried about the perception of others. Ông lo ngại là những người khác sẽ nghĩ về ông đó. He felt limited in his skills and abilities. Ông sợ rằng ông không có khả năng cũng như kỹ năng. And you know how the story unfolds. Rồi ông bà chị em đã biết cái chuyện gì và xảy ra rồi trong cái thánh. God ensured Moses of His presence. Chúa chắc chắn rằng ông Moses sẽ được giúp đỡ. He provided people around Moses to help him. Chúa cho những người giúp đỡ không? And God demonstrated His power through miraculous signs. Và Chúa đã làm những cái dấu kỳ phép lạ qua đời sống của Moses. It's a good reminder that God will always equip us to do what He calls us to do. Đây là điều nhắc nhở chúng ta là Chúa sẵn sàng trang bị chúng ta để làm những việc cho Ngài. But I think it leads us to a more important question. Nhưng mà cái câu này dẫn tới một điều rất là quan trọng. Another important question to ask ourselves. Một cái câu hỏi rất quan trọng cho để hỏi chính chúng ta rằng. What is God saying to you today? Chúa đang nói gì? Chúa đang phán gì với ông bà chị em? Is He calling you to do something? Chúa có sai bảo ông bà chị đang làm chuyện gì không?
Maybe to take up more responsibilities of the church. Có thể làm thêm những vài việc trách nhiệm trong hội thánh không? Maybe he's calling you to witness to a family member. Có thể Chúa đang kêu gọi ông bà chị để làm nhân chứng cho những người thân nhân mình không? To a friend or to a coworker. Cho những người bạn, cho người làm việc với mình. Maybe he's inviting someone, calling someone to full-time ministry. Có lẽ Chúa đang gọi ông bà chị em đã dấn thân vào đường phục vụ Chúa toàn thời gian không? There will always be 101 reasons to say no. Nhưng mà có khoảng 101 cái lý do để chúng ta trả lời là không đó. But a Christian whose God is not too small will learn to always say yes to Jesus and no to self every time. Nhưng mà những người Cơ Đốc nhân thật sẽ nói yes vâng với Chúa và nói không với bản ngã của mình. This man is called William Borden and this is what he wrote in his journal at Yale University in response to God's call to be a missionary in China. Ông William Borden đã đáp lại lời kêu gọi của Chúa để trở thành nhà truyền giáo ở Trung Quốc. Self-centeredness, self-defensiveness, self-abasement are negative characteristics. Ông viết rằng trong một bài báo ông viết cho bài Yale là cái gì mà cho chính mình á là không tốt. Self-centeredness, self-defensiveness, self-abasement are negative characteristics that we mentioned. Yeah, tính tình trung tâm, tính tình bào chữa, tính tình là tự ti là những điều không tốt. That can enter into the life of the believers and mask our Christian identity. Có thể biến vào vào đời sống của Cơ Đốc nhân để làm cái ảnh hưởng của Chúa, sắc đẹp của Chúa bị phai mờ đi. Now this is the last one. Đây là cái mặt nạ cuối cùng tôi muốn nói cho ông bà anh chị em. This is a big one even in a congregation of a church like this one. Có lẽ cái mặt nạ này là vấn đề nan giải khó nhất giống như hội thánh chúng ta lớn như vậy đó. This one shows up from time to time. Cái nan đề này xảy ra thường lắm. We call it self, the mask of self-righteousness. Cái mặt nạ này gọi là mặt nạ của sự tự cho mình là công chính. A self-righteous person, a self-righteous Christian is someone who takes a fistful of pride in his own great example. Những người Cơ Đốc nhân mà tự cho mình là công chính thì tự hào về chính mình lắm. He is a person always comparing themselves to someone else. Là những người thường so sánh mình với những người khác. And always finding a way to be on top. Là lúc nào cũng đặt mình trên những người khác kìa. It's a kind of person who over time, because of his comparison game, becomes very critical. Những người đó thường thường là ưa so sánh, xưa nghĩ là mình cao hơn người khác, rồi sau đó trở thành những người tiêu cực. Judgmental. Những người đó ưa so người này, phán ta đoán người kia. And negative towards others. Và tiêu cực với những người khác. We have seen it. Chúng ta đã thấy những người này. We are probably guilty of it at some point in our spiritual journey. Chúng ta có lẽ là những người đang mặc nạ này những giây lúc nào đó, những lúc nào đó. Jesus took aim, a special aim at people who were self-righteous in places. Chúa đặc biệt, Chúa Giêsu đặc biệt nhắm vào những người cho mình là công chính. In the parable. Ở trước một câu chuyện ẩn dụ. In Luke chapter 18. Trong Luca đoạn 18. Jesus tells the story of two men going to the temple to pray. Chúa kể câu chuyện ẩn dụ như vậy, có hai người đàn ông đến đền thờ để cầu nguyện. One was a Pharisee and the other a tax collector. Một người là người Pharisee và người kia là người thâu thuế. The Pharisee stood up and prayed about himself. Người Pharisee hiên ngang đứng thẳng và cầu nguyện về mình. You can read this. God, I thank you that I am not like other people. Ông ta cầu nguyện lại, Chúa ơi, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác. Robbers, evildoers, adulterers. Tôi không phải như người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm. Or like this tax collector. Cũng không phải giống như người thâu thuế này. I fast twice a week and give a tenth of all I own. Tôi kiêng ăn một tuần hai lần và nộp 1/10 về mỗi món lợi của tôi. Jesus goes on to say that the tax collector stood out at a distance. Nhưng mà Chúa Giêsu kể tiếp là cái người kẻ thâu thuế thì đứng xa xa. Who not even looked up at heaven but beat his chest. Không dám ngước mặt lên và đấm ngực mà nói rằng. And said, God have mercy on me,
a sinner. Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. I tell you, this man, rather than the other, went home justified before God. Và Chúa nói, ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Now, let me tell you, this is a key line. Tôi xin nói cho ông bà biết, đây là cái chìa khóa đây nè. For who everyone who exalts themselves will be humble, and he who humbles himself will be exalted. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. I remember in a meeting like this. Tôi nhớ là có một bữa thờ phượng Chúa giống như bữa hôm nay. A retired Salvation Army officer stood up and gave his testimony. Một sĩ quan cứu thế quân đứng lên trước khi về hưu và đã nói làm chứng như thế này. And he began by quoting the words of the Apostle Paul. Ông đã bắt đầu là bài chứng bằng lời trích dẫn của sứ đồ Phaolô. Describing himself as to be the worst of sinner. Ông nói rằng trong những kẻ có tội tôi là đầu. You know, to be in the congregation, I found it very disarming. Khi mà cái buổi thờ phượng. Transparent. This is a transparent statement from one of the faithful. Khi mà trình diễn ra cái gì mà trung thành với Chúa. In that moment, in my own mind, I exalted the example of that Christian brother. Tôi thấy thật là tuyệt vời, thật là thuyết phục về những cái cơ đốc nhân này. Now this person, maybe you don't know him, Herbert Booth. Có thể cái ông này là ông bà chị em vẫn chưa biết ông Herbert Booth. He is one of the sons of William Booth, the founder of the Salvation Army. Ông này là con của William Booth, là những người sáng lập ra Salvation Army, cứu thế quân. He wrote many songs. Ông ta sáng tác nhiều bài nhạc lắm. And this is one of them. Đây là một bài nhạc của ông sáng tác. Oh, sorry. Lord, through the blood of the Lamb that was slain, cleansing for me, cleansing for me. Kính lạy Chúa, nhờ huyết chiên con bị giết, tẩy rửa cho con, xóa sạch cho con. For all the guilt of my sins now I claim, cleansing for me, cleansing for me. Những xấu xa tội lỗi của con, tẩy rửa cho con, tẩy rửa cho con. Sinful and black though the past may have been, many the crushing defeats I have seen. Những tội lỗi và ô uế trong quá khứ đã nhiều lần con thất bại. Now that's the acknowledgement part. This is what I have done in the past. Đây là những cái việc đó mà tôi đã làm trước đó. Yet on thy promise, O Lord, now I lean. That is, as I said, this is an inspiration. Nhưng aspiration. Nhưng đây là nguyện vọng của chúng con, nhưng đây là lời hứa của Ngài, con nương dựa vào Ngài. Cleansing for me, cleansing for me. Tẩy rửa cho con, Chúa ơi, tẩy rửa cho con. Rather than reveling in our own self-righteousness. Thay vì tự cho mình là đúng. We are much better off acknowledging that we are all recipients of God's amazing grace. Chúng ta nên thừa nhận rằng chúng ta là những người nhận được ơn điển lạ lùng của Đức Chúa Trời. While sinners saved by the shed blood of Jesus Christ, that we are all purified by the ongoing work of the Holy Spirit. Ngày nay nhiều người tội nhân thì vẫn được cứu và chúng ta được Thánh Linh thánh hóa. We are empowered daily for worship, for witness, and for works of service. Chúng ta nhận lấy quyền năng của Chúa để thờ phượng Ngài và làm chứng về Ngài. I mentioned the big five of anger, rage, malice, slander, and filthy language, as Paul said. Như tôi đã nói là năm điều xấu xa trên là thạnh nộ, buồn giận, hung ác, nói hành, lời tục tiểu. That's a scary group. Là những điều rất kinh sợ. But today, let's be on our guard against the more subtle expressions of a sinful nature. Nhưng mà chúng ta hãy đề phòng những điều biển hiệu mà rất tinh vi hơn mà chúng ta mới vừa học qua. That seek to infiltrate and mask our full potential as followers of Jesus Christ. Những cái này sẽ làm giảm thiểu đi cái quyền năng của Chúa cho đời sống của chúng ta. Once these undesirable characteristics are recognized and confessed. Khi mà những cái điều xấu xa này đã nhận ra được và xưng tội. The Spirit of God can be fully expressed. Thì bây giờ quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ làm việc trên đời sống chúng ta. We can remove the costume of the old. Chúng ta hãy tháo bỏ đi những cái mặt nạ. Things like self-centeredness, self-defensiveness, self-abasement and self-righteousness. Bỏ đi những mặt nạ là trung tâm, mặt nạ bào chữa, mặt nạ tự ti, mặt nạ cho mình là công chính. And we can close ourselves, we can put on a new self. Và chúng ta mặc lấy một người mới. Let's read this. Therefore, as God's chosen people, how about read it in Vietnamese? Yeah, xin ông bà chị em mới đọc về tiếng Việt. Let's read together, okay? Yeah, chúng ta cùng đọc.
chung với nhau trong cái câu thánh. Vậy, vậy đã là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, thánh hóa và yêu quý. Anh chị em hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, nhu mì và kiên nhẫn. Hãy khoan dung, tha thứ nhau khi anh em đã có điều than phiền. Như Chúa đã tha thứ anh chị em, thì anh chị em cũng phải tha thứ. Trên hết các mỹ đức ấy, hãy thêm tình yêu thương là sợi dây ràng buộc hoàn hảo. That's all happened in the life of a follower. Đó là những gì đã xảy ra trong đời sống của người cơ đốc theo Chúa rất tốt. Or convert or seeker. Cho những người được biến đổi, thay đổi, hoặc là những người đang tìm kiếm Chúa. It can be a beautiful sight to behold. Là chúng ta có thể trở nên người. Let's go back to where we started this morning. Hãy trở về với những gì chúng ta bắt học buổi sáng hôm nay. It was with this question. Đó là bắt đầu với câu hỏi. Does God recognize you as one of His own? Đức Chúa Trời có thấy nhận diện và quý ông bà chị em là con cái của Ngài không? It's the beauty of Jesus being seen in you. Mỹ đức, những vẻ đẹp của Chúa Giê-xu có hiện hữu trong đời sống của quý ông bà anh chị em không? While the characteristics added to some behaviors that are masking our identity as one of His followers. Khi mà những cái mặt nạ che mất đi vẻ đẹp của Chúa. I think that's a fair question, you know? Chúng ta nghĩ cái câu đó là câu hỏi rất là cũng đúng lắm. If the question is yes. Nếu mà câu trả lời là có, là there are certain behaviors, certain attitudes, certain habits that are masking the identity of Jesus in me. Thì những hành vi nào, những thói quen nào đang che đậy đi cái mỹ đức của Chúa Giêsu trên đời sống của quý ông bà anh chị em? The best answer we can give is simply to express to our Lord our desire to offer ourselves each day as a living sacrifice. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là dâng tất cả những điều xấu xa cho Chúa và dâng cho Chúa như là của lễ sống và thánh để Chúa thanh tẩy chúng ta. And allow Him to cleanse us through and through. Để Ngài sẽ thanh tẩy chúng ta mỗi ngày. Especially today. Đặc biệt nhất là hôm nay. We are sharing, partaking the Holy Communion later on. Chúng ta dự lễ tiệc thánh với nhau. And we remember Jesus had died for us. Chúng ta nhớ rằng Chúa đã chết cho vì tội chúng ta. Let's pray together. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lord, our prayer and our aspiration will be that the beauty of your Son Jesus Christ will be seen in me, in us. In every word, thought and deed. And if there is anything in our lives that creeping in and thus masking the identity as one of your follower, I pray that you would help us to identify that and for us to renounce it and for us to cooperate with the work of your Holy Spirit to eliminate it, we can truly be like Jesus. Lord, I thank you for this congregation of believers. I pray that you would continue to bless us as we serve this community. Help us never to be a self-centered church, a self-centered follower of Jesus, but to be other-centered and to be centered on you in our worship, in our witness, and in our works. We know that by doing so, we will be a blessing to the community around us, to one another, and thus bring honor and glory to you. That is our hope, our aspiration, our prayer this morning. And we pray this in the name of Jesus. Amen.